thưa quý vị doanh nghiệp viễn thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền và đây là quy định do cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đưa ra nhằm chấn chỉnh tình trạng lừa đảo spam quảng cáo quấy dối qua điện thoại di động vẫn liên tục xảy ra trong thời gian qua Doanh nghiệp viễn thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Nếu mua bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng. Tùy theo mức độ vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố có liên quan triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm nếu có để xử lý theo pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.